Biển đông nhảy sóng nơi nơi, khởi cơn biến loạn, thời cơ tỏ tường. Tai ương đến dễ tai ương, Phật ơn cứu độ mười phương khổ trầm. Nhị thu vào ấp bảy năm, chim hiền mỗi cánh, trùng thân lạc loài. Có nghĩa là câu này quý vị nói là chim hiền mỗi cánh, trùng thân lạc loài. Nghĩa là những bác hát ô á, mà lãnh sứ mệnh của Thượng Đế, cũng giống như đó, đó cao đồ ngồi đó hồi xưa cũng là đi lính phải không? Thì ngày nào cũng mong mỏi về quê hương, bảo đảm 6 triệu người Việt chúng ta sống lưu vong khắp hải ngoại, nhưng mà không có một giây một khắc nào không thoát khỏi nhớ về quê hương tổ quốc. Quý vị có đồng ý không? À, chưa có một dân tộc nào mà ra đi lưu lạc mà không nhớ về quê hương bằng người Việt. Nếu mà chuyện này mà không có bị tiên giáo hay là chế độ ở bển mà ghét, rồi hay là mấy ông thầy quốc danh ghét, Việt sẽ nổi tiếng khủng khiếp á, đúng không? Còn là mình nói là câu nào là nó tìm cách nó triệt, nó dìm, nó chửi. Mình là người mình thôi, còn mấy anh Mỹ nó cười đâu có biết. Mấy anh Mỹ đâu biết gì đâu. Có phải là con của cha xuống trần rất là thê thảm không? Mình không có than phải không? Này là Phật cười. Ví dụ như Kiệt là cậu bé Ấn Độ đi, là bảo đảm có một nhà làm phim, nó làm phim 513 câu thôi, là cái phim đó sẽ thu hoạch ít nhất là 200 tỷ đô liền trên thế giới. Từ lúc đi vượt biên, từ lúc đi ăn mày ở Mỹ, từ lúc cái gì gì đó, nó làm thành cuốn phim đó, là bảo đảm xong luôn, thằng đó là tỷ phú luôn á. Mà chỉ có ai làm, chỉ có người Việt Nam mình hiểu mới làm, đúng không? Mà bây giờ mấy tuổi mà làm phim ở Hollywood mà người Việt á cũng là cộng sản, nó qua cả cái nhà bà Nghi bây giờ cũng là bị nó mua rồi, đúng không? Mấy cái bản mình ca thằng Quỷ Thằng Bình á, mình ca cái nó nói mình lấy bản quyền, cho nên cái gì họ cũng nắm hết, có tiền mua, nó mua hết giống như là Lam Phương gì đó. Cái đó là sai luật, sau này cái đó phải sửa hết. Huống hồ chứ mấy nhà làm phim ở Việt Nam dễ gì dám làm phim 513 câu. Còn có ông trời xuống trần nó là khủng khiếp, đâu phải chuyện thường đâu. Xuống đây một cái chiếc thân Kiệt đang ngồi đây, nhưng mà cái kim thân vẫn còn ở trên trời, đang sinh hoạt với cha với mẹ trên thiên đình á. Ngồi xích dưới một chút thôi, máy quay phim, ngồi ghế xào đi. Chim hiền mỗi cánh, trùng chân lạc loài, khỉ rừng đào đá trong tay, tác oai một kiếp một loài tinh ma. Câu này hơi sốc nè. Khỉ rừng đào đá trong tay, tác oai một kiếp một loài tinh ma. Ba thu dù có bao xa, Phật ban tiếng ngọc lời ca vô thường. Nghĩa là mình làm gì mình làm, các vị Phật cho mình những cái bài sấm này á, là Phật ban tiếng ngọc lời ca vô thường, làm sẽ để cho mình biết được cái định hướng của nước Việt và tương lai của con rồng cháu tiên của nước Việt trăm bộ lạc. Là Phật ban tiếng ngọc lời ca vô thường, vì sao Phật không ban cho nước Mỹ hay nước Anh đi, hay Ukraine tiếng ngọc đi? Nếu mà ban cho nó tiếng ngọc bây giờ nó đâu có nổi mà bị tất cả thành phố bị tàn phá đâu. Ba thu dù có nhiễu như, ngôi cao chúa cả phước đường quang lâm. Tức là cái câu này là ngôi cao chúa cả phước đường quang lâm, tức là một vị thiên tử trên trời suốt thay cho cha để mà dìu dắt tất cả nhân loại đi vào đúng con đường. Và đồng thời nhìn lãnh lệnh của Thượng Đế lập ra cái đạo. Câu này là trên nói gì? Là ngôi cao chúa cả phước đường. Phước là nước Việt Nam có phước, quang lâm là tái sanh đó, reincarnation.
Quang Lâm, tam thu vào Ất, không năm, không năm hợp giới, bốn năm con gà, chu kỳ khởi điểm không xa, ba thu hạn đáo như ta đã truyền. Thu này khắc khỉ ngã nghiêng, khí thiên sông núi phù yên cõi bờ. Mùa thu ta có câu thơ, chúc an tín hữu đôi lời ta khuyên, trà hoa tín hữu cường kiên, giúp đời thành thiện trọn nguyện thương nhau. Đó là một bài thơ. Đọc tiếp ha. Rượu nồng cạn chén, bài thơ kế tiếp nha. Rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày. Sum họp một nhà trên đất mẹ, hân hoan tạm biệt chốn trời Tây. Cái ngày bữa giờ mình đi 75 tới giờ là 48 năm. Vậy lúc đó mình sẽ tạm biệt chốn trời Tây, tức là mình đi về Việt Nam. Sum họp một nhà trên đất mẹ, tức là tất cả sáu triệu chúng hiện về Việt Nam. Cho nó đúng chim hiền. Chim hiền á. Có ngoài biết mấy đứa làm mấy này cũng hay nha. Chim hiền kể đi. Tại sao bữa nay mình nói về chim hiền nhiều? Tức là trước khi mình đi hành quân á, mình phải có giặt lệnh lần chứ, cái này nói ở đây 3-4 năm rồi, sắp sửa mình về thiệt á, chim hiền về á. Rượu nồng cạn chén để chia tay, tái ngộ rồi đây cũng có ngày. Sum họp một nhà trên đất mẹ, hân hoan tạm biệt chốn trời Tây. Thế nước hiện cảnh đang nghèo đói, đường đen đêm mang tối ai trùm, biết ai mà chỉ đường giùm, thầy trao ngọn nến xem làm lộ ra, tiếng sấm nổ sang hà biến động. Có nghĩa là biển đông dậy sóng á, thì mấy vị nói câu tiếng sấm nổ sang hà biến động, thất tướng trừng quỷ lộng sang hà. Thất tướng thì mình có thể nói là bảy ông tướng Việt Nam sẽ đứng lên đảo chánh nước Việt, hoặc là Thất Sơn, hoặc là Quân Khu Bảy, ai muốn dịch kiểu nào dịch. Nhưng mà quý vị nói là thất tướng sẽ trừng thất tướng trừng lộng, thất tướng trừng quỷ lộng sang hà. Quỷ quỷ là ai mình biết rồi đó, bảy ông tướng mà đứng lên là bảy ông tướng trời của nước Việt, phải không? Đứng lên trừng lộng sang hà, thất tướng trừng quỷ lộng sang hà. Chừng nào thất tướng lộ ra, tức là khi bảy ông tướng mà lộ ra, là chừng đó mới nước nhà an yên. Thất Sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất Sơn bảy núi nhiễm màu, hóa giang long hiện trên bầu trời Nam. Tức là miền Nam á, là trong kinh sấm cách đây 10 năm về trước, quý vị cứ nghe rồng là một huyền thoại trong kinh sách của Trung Quốc và của thời nay. Nhưng mà gần đây á, Phượng Hoàng mình cũng thấy rồng thì mấy vị gần với mình quá rồi, mấy đứa ai cũng thấy rồi đúng không? Thấy tận mắt luôn nữa đúng không? Thì nó đâu còn là huyền thoại. Thì huống chi một thiên tử xuống trần mang thân phàm thì cũng là chuyện thường thôi. Có linh hồn mang mượn cây xác ăn uống rồi mặt mũi tẹt đi ai vàng là nước Việt thôi, là chuyện bình thường. Còn mấy ngày tới tạng mấy ổng cũng là thầy tu, nhưng mà khi tu cao họ có lực, họ biết tái sanh thì cũng là dạng tái sanh, nhưng mà đó là người phàm. Dầu cho mấy ổng tu hàng nghìn kiếp cũng không có bằng. Cho nên nói vậy, cho nên hồi xưa lúc mà đi du học đạo bên tại cái tập khí mình là đạo đạo phải không, cho nên nó bỏ hết tài sản tiền của vợ đẹp rồi để đi tu, mở chùa đi tu thì gặp ông thầy nào cũng lại hết,
lại cái con ngài mới gì nói cái đầu gối con có vàng á nghe, con không được lại chỉ có lại cha lại Phật. Nhưng mà nói thì nói, cái việc dạy là mình cũng phải lại cái xá cái áo. Bây giờ thí dụ như thầy Pháp Hòa mình biết ổng là tà đó, mình gặp ổng mình cũng phải xá cái áo. Ví dụ thầy Nhật Từ biết ổng là tà đó, mình cũng xá cái áo, đúng không? Mấy ông thầy tà ở bên Việt Nam nhiều lắm, nhưng mà mình gặp mình cũng phải xá để mình tốn kính, như là mình làm cho ổng vui một chút. Thất sơn phân nước nhà biến đổi, bảy núi miền mong mỏi từ lâu. Thất sơn bảy núi nhiệm màu, hóa giang long hiện trên bầu trời nam. Binh rầm rộ núi sang núi sập, binh dậy rờn giang khắp trời tây. Trời đông núi ngủ châu mài, giật mình hợp lại anh tài ra quân. Trời Nam vẫn vang lừng Nam Bộ, trời Bắc miền rầm rộ khóc than. Đông Tây Nam Bắc quy đàn, Đông Tây Nam Bắc quy đàn. Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên. Thì cái bài này quý vị nói sau này đạo Thiên Tâm sẽ ra đời là đạo trời nhé. Giữa đạo Phật và đạo Công giáo là đạo Thiên Tâm này. Thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên, thì lúc đó đó tất cả những thiên cơ của hàng nghìn năm trong bao nhiêu kinh sách của thế giới, nọt trò đa mít mấy cái clip trước có nói đó, rồi bao nhiêu kinh điển của Đức Thầy, Đức Quỳnh Vũ Sổ, Đức Phật Thầy Tây An, Sư Giải Bán Khoai, rồi Nhạn Trình, Nguyễn Minh Kim vậy đó, thì là tất cả sẽ lộ rõ cơ thiên. Sau khi đạo Thiên Tâm ra đời tháng 3 ngày 16 năm 2017 là câu này có nói rõ nè: thiên ánh đạo vàng lộ rõ cơ thiên, sấm sẽ nổ khắp miền Nam Bộ, miền Bắc Châu lâm khổ quốc chung. Nghĩa là miền Nam, miền Tây Nam nước Việt, Tây Ninh hay Hà Tiên sẽ đánh với miền đó. Còn miền Bắc á, thì lâm khổ quốc chung. Hiện bây giờ ai nói Trung Cộng nó là đồng minh với mình, nó thân với mình không có. Trong cái thanh tâm của nó đó là thừa nước đục thả câu, là lúc nào nó cũng nuốt mình, nó chơi với mình để nó có cơ hội để nó nuốt mình, diệt chủng nước mình, thâu tóm nước Việt. Còn cái Đài Loan á là nó nói của nó, hôm nay nó không đánh, 50 năm sau nó đánh. Còn hôm nay thế giới một ngày người ta văn minh, nó có satellite, nó có Google, nó biết phân biệt ranh giới nước nào đâu có lấn được nữa. Ngày xưa mình không có mấy cái đó là nó còn lấn rồi phải không? Làm này làm kia. Mà bây giờ mà nó đang ở thế mạnh hiện giờ là nó như cường quốc phải không? Nó không đánh thì đợi khi nào nó đánh vậy? Chứ đừng nó tưởng nó đồng minh với mình. Hồi xưa hai thái tử mà giành ngôi vua cũng giết em nữa, chứ đừng nói chi tao với mày năm 79 à. Tao thua mày cũng nhục nhã lắm á. Hồi xưa anh đánh đó là miền Bắc á, nó sẽ trả thù. Miền Bắc Châu lâm khổ quốc dung, Hạ Lào sấm nổ âm ầm, miền Trung hỗn độn dập bầm tâm can. Miền Nam bị miên sang xâm lấn, Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Lúc đó mấy đại ca đã chuyển tiền qua Mỹ cách đây 2 năm là 20-30 tỷ. Tài sản ở bển mà thân dưới thân sau nhiêu là qua Mỹ hết, đúng không? Thì bây giờ chỉ để hai cái vali sẵn ở trong phòng, có chuyện cái là ra phía trường ở bài dọn. Thì Bắc Trung Nam như rắn mất đầu. Và đồng thời những người mà mấy đảng viên mà không có thẻ xanh ở Mỹ, không có vô được Mỹ, thì họ cũng đã mua một cái quốc tịch ở một cái đảo nào mà nó bữa kiệt nghe nói là 500.000 đó. Họ dọn đường sẵn hết rồi. Chỉ có một cái là mấy vị nói là còn tham á, ở lại giờ nào gì à, hút vét giờ đó, thu téo giờ đó, chứ không còn một cái chiến lược để mà cứu dân hay là làm cho dân có cuộc sống an lạc nữa. Nhà thương sẽ từ từ đóng cửa. Rồi inflation bữa nay điện cũng lên gấp đôi, bây giờ mở sòng bạc
Nghĩa là khi mà cờ tàn mà đó thì họ giống như là hốt bụi chót vậy, hốt, ai hốt được như mình đi thôi, họ đều biết. Một cái cơ vận sau khi mà Hồ Chí Minh ký hợp đồng với bề trên 80 năm, đúng ngày đúng giờ và cũng cùng ngày đó đó, là cái ngày ở trên đã biết cái ngày nào khai tử của cái đảng Cộng sản rồi. Ở trên đã ấn định cái ngày khai tử luôn. Thiên cơ mà, con người không có cãi được. Chẳng qua là cái tiếng nói của Việt 4 năm nay là vì lòng từ bi mà nói thôi. Để cho mình biết được cơ trời thì mình lợi dụng, mình vận dụng cơ trời để biết cơ vận và biết thời cơ để mà lập ra cơ đồ và sự nghiệp cho dòng họ, cho con cái mình. Đừng có bị trả thù và bị mất tài sản. Nhiều khi á, con mình vẫn ở lại tiếp tục nắm quyền với một cái chế độ mới, với một cái xã hội mới nữa, nước Việt mới nữa, không chừng nữa. Nhưng mà hôm nay mà cái tiếng nói của chuyện mà không thấu vô cái ốc nhĩ của mấy ổng á, thì sau này đừng có bao giờ trách, đừng có bao giờ than van. 4 năm nay 208 cái clip, bữa nay bị xỉn cũng ngồi đây giải thích nữa. Tất cả những cái người trong năm loại mà Kiệt nói ngày hôm qua là đang sống ảo. Kiệt này không có ảo, Kiệt này là thiệt. Có hội đồng chư Phật làm chứng, có các vị thiên thần làm chứng, tâm linh không có giả được nha quý vị. Nó có giai đoạn. Còn ngoài kia đó, cũng là những cái người tà, họ là cơ, cũng là trong cơ vận. Nhưng mà mình nói giả sử như ông Hốt hay là những cái nhóm dạy thiền hay là những cái người nhập đồng, thì hôm nay cha là trong kinh điển có nói họ phải mở, cha phải có lòng từ bi cho họ có một bài thi công bằng cuối cùng. Thì cho nên ngũ thú đồng cư địa giờ hôm nay quỷ nó ra đời, nó nhặt xác nhiều để cho nó tạo công đức. Nhưng mà chưa kịp tạo thì nó đã là tạo nghiệp. Thì để sau này ở một cái xã hội mới á, chỉ có con người hiền, người thiện sống chung với nhau, không có ranh giới, nhà không có đóng cửa. Chứ còn hôm nay á, nhà nào cũng có cửa sắt ở Việt Nam, quý vị thấy không? Mình ở đây cũng có cửa sắt nữa. À, hai ba cửa. Thì đó là lý do tại sao cha chư Phật từ bi để cho ma quỷ lên mang thân người, để nó có cơ hội giờ chót nó thi cùng với con của Phật, của tiên, của thánh. Nhưng mà nó thi được hay không là chuyện của nó, nó đạo hay không là chuyện của nó. Bắc Trung Nam như rắn mắt đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Sao vàng là gì ta? Bản đỏ là gì? Không lẽ có cái tấm bản nó có cái ngôi sao màu vàng hả? Tấm bản là màu đỏ. Chỉ có bút ký có tấm bản đỏ. Sao vàng, bông mai vàng nữa không? Sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai, bừng tỉnh giấc đổi thay tất cả. Đồng bào ơi, hãy khá tin rằng miền Nam quốc Phật thánh thần sẽ mùa hạnh phúc rất gần ở dân. Nghĩa là tất cả thánh cơ hàng nghìn năm đều nói Phật sẽ xuất hiện miền Nam núi cấm, bất di bất dịch không thay đổi.